Vâng xin kính chào các bạn vị thì đêm qua Apple chính thức ra mắt bộ đôi là iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max Thế thì cái đối thủ của nó chính là Galaxy Note 10 và Note 10 Plus Hôm nay chúng ta sẽ thử đặt lên bàn cân đó là iPhone 11 Pro Max và cái chiếc Samsung Galaxy Note 10 Plus thì có sự giống nhau ở đây hay không và hai đối thủ này nhìn qua thông số thì theo các bạn sản phẩm này sẽ có lợi thế để đưa vào so sánh hơn và chúng ta sẽ bắt đầu vào video ngày hôm nay Và nếu các bạn là một người đang rất hào hứng muốn đặt gạch cho mình một chiếc iPhone 11, iPhone 11 Pro hay iPhone 11 Pro Max Hãy truy cập vào link di động Việt ở bên dưới bởi vì di động Việt sẽ sớm đưa về những chiếc iPhone mới nhất chính hãng, giá tốt, nhiều khuyến mại Và đặc biệt sẽ có một buổi offline để các bạn đến trải nghiệm thực tế Điều đầu tiên thì chúng ta sẽ cần nói về cái thiết kế Nếu các bạn sẽ nhìn thấy thì cái chiếc Galaxy Note 10 Plus vẫn sẽ có viền làm từ nhôm Trong khi đấy của cái chiếc iPhone thì làm từ thép không rỉ đem lại độ bền cũng như cứng cáp hơn cái mặt trước mà sau cả hai bên đều làm từ kính. Tuy nhiên thì nếu như của Samsung lựa chọn năm nay là mặt kính bóng, nhiều màu sắc, ấn tượng rực rỡ, hơi hướng trẻ trung thì cái chiếc iPhone lại lựa chọn một cái mặt sau lại được phủ lên một cái lớp chống bám mồ hôi dấu vân tay, lớp kính mờ. Đây là một điều khá là đặc biệt và sự lựa chọn màu sắc của đôi bên thì cũng đa dạng. Theo mọi người thì các bạn sẽ thích phong cách lớp kính mờ để chống bám mồ hôi dấu vân tay trên iPhone hay thích mặt lưng kính có thể soi được cả gương mặt chúng ta vào bóng bẩy như chiếc Samsung Galaxy Note 10 Plus hãy bình chọn ngay ở góc màn hình Kháng nước bộ đôi này đều sử dụng là IP68 và Samsung Galaxy Note 10 Plus thì sẽ có thể nhớ mở rộng còn cái chiếc iPhone thì đương nhiên sẽ không có thể nhớ quay trở sang yếu tố tiếp theo đó là màn hình hiển thị với bộ đôi này thì đều có kích thước lớn iPhone giữ nguyên gần như giống như năm ngoái là 6,5 inch còn của Samsung là 6,8 inch và các bạn nhìn thấy là cái mặt trước của iPhone 11 Pro Max thì vẫn sẽ là có tay thỏ trong cái đấy của Samsung đã loại bỏ đi gần hết viền xung quanh và giữ lại là chính là cái nốt ruồi ở chính giữa ở đây bộ đôi đều là sử dụng màn hình OLED của Samsung gọi nó là Dynamic AMOLED của Apple hỗ trợ đôi bivision HDR10 gam màu rộng có tru tông và họ gọi đó là Super Retina XDR. Còn của Samsung thì đấy các bạn thấy rồi Họ cũng sử dụng cụm từ đã Dynamic AMOLED mà thôi Và cũng sử dụng HDR10 Plus có độ tương phản cao, giải màu rộng vân vân Về thực tế thì chúng ta sẽ cần phải so sánh ở ngoài đời Nhưng mình nghĩ rằng cũng khó có thể vượt qua được chất lượng hiển thị của bộ đôi này hiện tại trên thị trường Để đem lại thuộc dạng top Về cấu hình iPhone sử dụng Apple A13 Bionic Còn Samsung hiện tại Việt Nam là dùng dụng Exynos 9825 thì bộ đôi này chúng ta về con chip thì chắc chắn mình đang thiên về là Apple A13 Bionic bởi vì thực sự nó đang quá là mạnh mẽ. Bộ nhớ RAM thì lại chưa được khẳng định, có một số thông tin đang đưa iPhone sẽ có sử dụng đó là 6 GB. Bộ nhớ trong 256 và cũng như là 512 GB. Còn của Samsung thì sẽ có bộ nhớ RAM lên tới tận là 12 GB. Bộ nhớ trong cũng 256 và 512. Nói về RAM thì chưa bao giờ iPhone có thể so được về dung lượng so với lại cái thiết bị Android Tuy nhiên về chất lượng để hỗ trợ đa nhiệm thì chúng ta cần phải thử nghiệm thực tế Nên các bạn nghĩ sao? Các bạn thích RAM lớn như của Samsung để có thể sử dụng được cả Samsung DeX cắm vào máy tính hay Các bạn chỉ cần 6GB RAM là đủ như trên iPhone 11 Pro chẳng hạn Ta sẽ cần phải xác nhận về vấn đề 6GB RAM này sau Camera thì như điều mình đã nói là có sự giống nhau quá nhiều giữa bộ đôi này Đều có cam chính là 12MP Của Samsung có thể thay đổi khẩu độ từ f1.5 đến 2 4 của Apple là 1.8. Chúng ta sử dụng ống kính tele cũng đều là 12 megapixel, F2.1 ở trên Samsung và F2.0 của Apple. Và cam ultrawide là F2.4 và 12 megapixel trên Apple, còn của Samsung là 16 megapixel ultrawide. Bên cạnh đấy Samsung còn hỗ trợ một cái camera ToF 3D. Và tất nhiên là bộ đôi này thì đều sử dụng được cái tính năng chụp hình quay phim tương tự như nhau là sử dụng đều ba camera có thể chuyển đổi qua lại. Chất lượng thực tế ra sao thì chúng ta cần phải thời gian để xem xét. Phần selfie thì iPhone sẽ là 12 megapixel, F2.2 của Samsung sẽ là 10 megapixel f2.2 và ở bộ đôi này chúng ta thì đều có khả năng chụp ảnh xóa phông bằng camera selfie mặc dù không cần phải đến hai camera về bảo mật của Apple vẫn duy trì với lại Face ID chứ sẽ không có sử dụng cảm biến vân tay còn của Samsung thì không có mở khóa bằng mống mắt như ngày xưa nữa bỏ đi chỉ còn mở khóa bằng vân tay siêu âm ở dưới màn hình các bạn thích cái nào và thấy cái nào tiện lợi hơn hãy cho chúng mình biết ý kiến cá nhân mình đã kỳ vọng một chiếc điện thoại có cả hai cái công nghệ bảo mật này thì quá tuyệt vời Dung lượng pin thì chưa được tiết lộ và khẳng định ở trên iPhone Chỉ nói rằng là tốt hơn so với thế hệ trước khoảng 5 giờ đồng hồ Hiện tại người ta đang dự đoán là pin của iPhone mới rơi vào tầm khoảng 3500mAh Của Samsung Note 10 Plus thì đang là 4003 Nhưng riêng về sạc nhanh thì của Note 10 Plus hỗ trợ lên tới tận 45W Còn của iPhone mới chỉ là 18W mà thôi Như vậy thì qua video lần này chúng ta đã đặt lên bàn cân bộ đôi này Thì có thể nói uh, iPhone năm nay không đem lại một sự đột phá Nhưng nó vẫn được gọi là iPhone 11 Pro Max và nó có sự thay đổi lớn nhiều nhất là đến từ cụm camera cấu hình như thường lệ đều được nâng cấp còn lại những yếu tố như thiết kế bên ngoài thì thay đổi nhỏ giọt đến từ màu sắc cũng như là cụm camera mà thôi chứ còn màn hình này cũng như là khu vực khung viền các tính năng thì tất nhiên đến từ áo F13 rồi và đặc biệt năm nay nó tập trung nhiều về khả năng quay phim edit video một cách hoàn toàn chuyên nghiệp còn của Samsung thì nó lại có một cái màn hình thay đổi hoàn toàn với tràn viền chỉ còn lại nốt ruồi bên cạnh đấy thì còn có bút S Pen màu sắc của nó rất là tươi trẻ mọi người nghĩ sao nếu để lựa chọn năm nay flagship tốt nhất các bạn sẽ để là iPhone 11 Pro Max hay là Galaxy Note 10 Plus đừng quên bình chọn và comment bên dưới khi có máy về mình sẽ làm bài so sánh cụ thể cho mọi người và muốn đặt hàng sản phẩm iPhone 11 các bạn hãy truy cập vào link bên dưới tại di động Việt để có thể mua được những chiếc điện thoại mới nhất khi nó về tới Việt Nam mức giá tốt và có cơ hội đăng ký tham gia offline để trải nghiệm sản phẩm này tại Việt Nam cảm ơn các bạn đã theo dõi video trên Vertical Studio và nếu mọi người chưa từng đến đây bao giờ hãy bấm like và subscribe và các bạn hãy xem qua các cái playlist đang có ở đây.